Thưa sư, dạo gần đây con gặp phải nhiều điều xui xẻo và tai hại. Chia tay người yêu, học hành sa sút, sức khỏe kém. Tất cả tới cùng lúc, con nghĩ đó là do các nhân xấu mình đã gieo trong quá khứ đến giờ nó trổ quả. Nên con đã nỗ lực làm phước bố thí cúng dường Tam Bảo và nguyện các phước báu ấy giúp cho những điều mong ước mau thành tựu. Con biết các quả lành con đã gieo sớm muộn gì cũng trổ, nhưng mà lâu lâu con bị mất phương hướng nên có đi coi bói bài tarot xem các ước nguyện của con có thành tựu không, vì sợ quả trổ sai địa chỉ mình nguyện. Con xin hỏi các quả lành có trường hợp nào trổ sai địa chỉ không, và việc coi bói có ảnh hưởng gì đến các phước ấy không? Con xin cảm ơn sư. Có một câu chuyện mà Đức Thế Tôn đưa ra ví dụ. Trong một gia đình có hai người vợ, thì khi mà bà vợ lớn thì không có con, mà bà vợ nhỏ thì đang mang thai. Thì khi bà vợ nhỏ đang mang thai thì ông chồng chết. Theo luật của xứ đó, đó nếu như bà nhỏ mà đẻ ra con trai thì sẽ hưởng hết toàn bộ tài sản. Cho nên là bà lớn thì cứ hầm hè, còn bà nhỏ thì cũng nóng ruột, không biết là đứa nhỏ của mình là nó con trai hay con gái. Rốt cuộc thì bà vợ nhỏ đó nóng ruột quá mới tự mổ bụng mình để xem coi đó là con trai hay con gái, và cuối cùng thì mẹ con đều chết. Do đâu? Do vội vàng. Mọi việc đều cần có thời gian để chín, tất cả các nhân đều cần có thời gian để chín. Còn khi mà mình vội vàng, mình chỉ có làm hỏng việc thôi chứ mình không có được cái gì hết trơn. Tại sao sư đem ví dụ này ra để sư nói trong trường hợp này? Là cái chuyện quý vị đi coi bói á, để xem đó, cái chuyện quý vị coi bói nó làm cho cái phước của quý vị bị rớt gần hết. Xin lấy ví dụ nghe, phước quý vị á, được 1.000 lần, 1.000.000 lần, quý vị đi coi bói phước nó rớt sạch, gần sạch, chỉ còn dính lại 1-2 phần thôi. Tức là từ 1.000 phần, 1.000.000 phần phước nó rớt lại chỉ còn có 1-2 phần. Nói để cho quý vị biết là cái phước của mình nó bị rớt thê thảm cỡ nào khi mà mình đi coi bói. Đáng lẽ ra cái phước đó mình có thể mình hưởng 100 kiếp, 1.000 kiếp lên cõi trời chẳng hạn, sung sướng ở trển không biết bao nhiêu triệu năm, mà quý vị đi coi bói một phát một là đời sau kiếp khác nó hưởng đúng một kiếp cõi người, hưởng chừng có 100 năm hết, hết luôn, hết cái phước đó luôn. Cho nên là nó phí tự nó, cho nên sư mới nói là y như cái cô vợ nhỏ mà nôn nóng cái đứa con của mình, không biết con trai con gái, mà tự mổ bụng ra, rốt cuộc là hai mẹ con cùng chết. Cái cách quý vị đi coi bói cũng y chang vậy. Tại sao? Tại vì á, cái tà kiến, cái nhân si nó làm cho cái phước của mình nó bị giảm mất gần sạch, gần sạch. Cho nên là nếu như quý vị nói bây giờ phải làm cái gì, thì bây giờ cái phước cũ á, nhờ cái chuyện quý vị đi coi bói ha, nhờ cái chuyện đi coi bói nó rớt gần hết rồi, cho nên bây giờ cái phước cũ để qua một bên đi, bây giờ mình lo tạo phước mới. Lo tạo phước mới, mà lời khuyên của sư là tạo bây giờ đừng có đi coi bói nữa nghe. Đi nữa là cái phước nó rớt gần sạch nữa là ráng chịu. Còn cái chuyện là có chỗ sai địa chỉ hay không thì mình chỉ cần mình phát nguyện thôi, tức là mình dẫn cái phước đó đi theo hướng của mình thì nó sẽ đi theo hướng mà mình mong muốn, trừ khi nửa đường mình đổi nguyện
mình thay đổi ý nguyện, thì khi đó nó mới đi lệch theo cái hướng mới. Thí dụ như lúc trước mình nguyện là cái phước đó để cho mình được sanh về cõi trời, nhưng mà sau mình đổi nguyện, mình nói là thôi bây giờ cái phước đó để cho tôi giải thoát giác ngộ đi, thì nó sẽ cho quả, nó sẽ đổi theo cái ước nguyện mới là cho mình giải thoát giác ngộ. Hoặc mình làm phước hướng đến sự giải thoát giác ngộ, mà về sau mình đổi nguyện, mình nói thôi không giải thoát giác ngộ đâu, đi luân hồi sướng hơn, cho nên là mình đổi nguyện về luân hồi, thì thay vì cái quả đó trổ cho sự giải thoát giác ngộ thì mình lại quay về cái chuyện luân hồi sanh tử. Cho nên cái chuyện mà đi lạc đường là do mình nha, do ý chí chủ quan của mình, chứ không phải là do cái gì hết. Và một lần nữa sư nhắc quý vị là cái chuyện mình đi coi bói đó, nó đã làm cho cái phước của mình rớt gần hết rồi, cho nên là bây giờ thôi ráng tạo phước mới ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.